Chiều nay, chi bộ chi cục hải quan Tây Đô thuộc Đảng bộ cục hải quan thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng thành phố chọn làm điểm chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ chi cục hải quan Tây Đô triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại đạt hiệu quả cao. Và trong thời gian tới, chi bộ chi cục hải quan Tây Đô đề ra một số nhiệm vụ chỉ tiêu như phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm, không để phát sinh nợ thuế mới, không có đảng viên công chức người lao động vi phạm pháp luật bị kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền từ cảnh cáo trở lên. Đại hội bầu ra ban chấp hành khóa mới với 3 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Khoa tái cử bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.